Chào các bác, cô chú, anh chị ạ. Hôm nay tôi xin phép chia sẻ cây dâm bụt mà mới bắt được về thì rất là ưng. Cây dâm bụt ta các bác nhé, đang rất nhiều hoa, rất nhiều nụ đấy, và nó bắt đầu báo hiệu là mùa hè sắp đến rồi, và hoa nó kéo dài vài tháng liền đấy, đỏ rực như cái đèn lồng. Các bác nào ở quê ấy, bây giờ phố vẫn có thôi, nhưng mà bây giờ nhiều cái dâm bụt kép, dâm bụt lai ấy các bác. Đấy, thì tôi thích cái dâm bụt cổ, dâm bụt ta này, lá nó này, là lá dâm bụt ta này. Nhiều dòng dâm bụt lắm các bác nhá, màu sắc nữa. Thì đây cơ bản là dâm bụt cổ của mình, cổ ta ấy, thì hoa nó như cái đèn lồng và có cái nhụy nó cong cong xuống ấy, như chùm xuống thế này này. Và ngày xưa trẻ con hay tước ra ăn cái, nó có cái, trong cái nhụy nó có cái lõi ăn nó ngậy ngậy. Trồng hàng rào đấy, và trồng làm cảnh quan này. Thì bây giờ mình kiếm lại những cái cây hơi hướng cổ xưa, hơi hướng xưa cũ thì rất là hay đó. Mà tất nhiên là cây bonsai có hoa, có tích như vậy thì rất là hợp, rất là hưởng ứng. Tôi rất thích. Chẳng qua là mình không có nhiều để mà chơi thôi. Đấy, thì cây dâm chia sẻ với bác hôm nay, cây dâm bụt ta cốt rất đẹp, cỡ rất đầm lùn, và trên chậu bonsai khá lâu năm rồi. Trên chậu tàu màu nâu đất tôi cũng khá là thích, lại nâu trầm đấy. Thì một cây dâm bụt thì bác sơ bộ bác nhìn thấy nó tối um luôn. Thì cây này tôi mua lại của một người cũng khá là có tiếng tăm đấy. Tiếng tăm và giá rất cao, tất nhiên mình thích. Đấy, chia sẻ với các bác là bây giờ xanh xi nó sốt rất kinh khủng. Tất nhiên mình là người chơi ấy, thì mình cố gắng đa dạng cái phong cách chơi, và trong nhà mà có cây bonsai và có hoa chơi thì tuyệt vời. Hoa đã đành mà lại có cốt cán như này sao không chơi, đắt mấy tôi cũng thích. Cái này tôi mua khá là căng đấy, quan trọng mình thích các bác. Mình là người chơi, thi thoảng có giao lưu các bác thì không gọi là, cũng chẳng bao giờ tính thương mại gì cả đấy. Thì mình đơn thuần là mình thích, là mình chơi thôi, và mình nên đa dạng. Xanh xi thì chơi nó rất phù hợp ở trên những cái không gian, những cái thời tiết khắc nghiệt, và các bác tạo tác rồi phù hợp với trên đá, trên chậu, thả nước các kiểu đục đẽo nó chịu được hết đấy, thì nó lợi thế là chỗ đấy đấy các bác nhá. Đấy thì hôm nay trở lại với một cái đổi gió là cái cây dâm bụt này, chia sẻ với bác đây, nó rất là nhiều nụ này đấy. Các bác nhìn có thấy cái này không? Nụ này sau hoa rất to các bác nhé, đang chớm nụ, cái nào cũng có nụ hết. Được rồi, đây đang nở đây. Cái đây nữa, cái này nó vươn dài rồi, các bác nhìn thấy rõ đúng không? Đấy, ít nhất là thấy mỗi cái hai ba cái luôn phún rồi. Một cây bóng rất rộng, mà tôi sơ bộ tôi nhìn thấy nó cốt chậu và nó năm thân, thân rất là u cục. 1 2 năm tay đúng không, chứ không phải năm thân. Một thân cốt đây, 1 2 3 4 5, thì cái này gọi là cái tay thứ tư đây, và cái ngọn là thứ năm. Thì tứ diện tôi thấy đều rất là đẹp và cổ kính, cổ lão. Có điều là người ta chơi hoa mà, người ta làm nó chưa được triệt để. Thì bây giờ tôi xin phép và tôi thôi, năm nay không chơi hoa. Mặc dù chỉ ít lâu nữa thôi là đỏ rực cái cây này, là rất là thích. Đấy, nhưng mà cây này nó cốt cán. Nếu như cây mà cây hoa mà nó không có cốt cán, không có tay cút như này thì tôi không bao giờ làm lại, tôi để chơi hoa luôn. Nhưng cây này nó cốt cán như này, tôi buộc tôi phải thu đi và làm lại, sau này tôi chơi hoa sau bác nhé. Đấy, cây này thì có thể làm giữ nguyên năm thân như này thì rất là bệ vệ này, hoặc là giữ làm cây hai tay một ngọn thì bỏ cái phần này đi cũng rất ok. Nhưng mà nó là cây hoa thì mình cứ cố gắng nó rộng bóng thì nó nhiều hoa là hay. Cơ bản là tôi sẽ thu hết những cảnh như này lại. Rất già, rất tiếc các bác nhé. Đang hoa nhưng mà không thể nào mà đừng được. Cảnh này phải bỏ đi cả ngọn. Thì các bác sẽ thấy nó rất là chọc lóc sau đây. Nhưng mà các bác cứ tin tưởng đi. Không phải tôi nghiện cắt, tôi nghiện đục đâu các bác. Mà buộc lòng nó phải như vậy, nó mới đẹp được, nó mới chuyên sâu được các bác nhé. Đấy, mỗi người có một hệ quy chiếu khác nhau các bác. Các bác đừng áp dụng cái hệ quy chiếu của mình đối với người khác để phán xét người khác nhé. Đấy, tôi sẽ làm cây này các bác nhé. Cắt rất là đau các bác nhìn, chắc chắn rất tiếc, tôi bản thân tôi rất tiếc, cũng chỉ nó đang nhiều hoa.
xuống nữa, nhưng mà thôi. Ai chả cứng vậy. Những cái này em dâm thì đừng đi sống nữa.
mãi mới hết cái giấy phép của bác. Thì báo cáo của bác là cây hoa thì càng rộng bóng thì nó càng nhiều hoa thôi, càng nhiều dăm nhiều hoa thì, nhưng mà cơ bản là cái cây nó có cái cốt bonsai này thì mình phải làm những cái khẩu độ nó rất là hay, thì sau đấy mình nuôi những cái dăm lên ý, thì có dài bóng rộng thoải mái đi, nhưng mà cái cút cắt giật này nó phải chuẩn thì mới không gây khó chịu bác, cho nên có tiếc đến mấy vẫn phải bỏ đi thôi, nuôi lại. Đây bây giờ tôi mới cắt cái cổ này đi, mới các bác mới xót ruột này, và cái cổ này nuôi cái kia lên thôi. Đây mặt chính là mặt này, còn nếu mà chơi ba thân thì mặt chính là mặt này, dù mặt chính là mặt nào thì cái cành này cũng cắt đi ngọn này.
Các bạn nhìn phê không? Phê chứ. Này sao còn thấp xuống nữa cơ. Nhưng cứ cho nó ra đi đã. Đẩy ra đây. Có mắt mầm bây giờ. Dâm vụt mà làm như xanh xì các bạn nhỉ. Tại cái cốt nó đẹp như thế mà. Đâm ra mình phải làm thôi chứ, nó cốt nó không có thì cứ nuôi hoa cho nó vui. Tội gì, cắt ra làm gì. Cốt nó có mới quan trọng. Được cái dâm bụt đẹp, có hoa luôn. Đấy. Tuyệt vời đấy. Quá ok đấy. Đây các bác ơi, vừa bảo là được. Cái này cắm là sống mà. Dâm bụt là cắm là sống mà. Đấy, còn dễ hơn cả xanh xi chứ. Đấy, được cây nhỏ nhỏ nó đã già rồi đây. Rất nhiều những cái màu đây. Cái dâm một loạt, sống cái nào thì sống, chả sống thì thôi. Đấy các bác, thì sao nó lại cho thành quả đấy. Nhưng tất nhiên phải đôi năm. Quay trở lại cái cây mẹ nó đây. Đấy, bóng dáng rất là rộng, nhất là nhìn như cốt xanh xì, sợ chứ. Các bác nhìn, nếu như bỏ cái này đi ấy, thì cây cũng rất là gấu nhé.
đấy, hai tay một ngọn. Thế nhưng mà thôi, mình để cái bóng này nó rộng, nó rất độc đáo mà. Đấy, để hay, để cho nó hay, hợp lý mà. Cắt thu ngắn hết lại rồi. Ngày xưa mà họ làm triệt để thì đâu nỗi mình phải làm này. Thì chẳng ai muốn cắt bỏ như thế này đâu các bác. Nhưng mà đấy, cái ý đồ mình làm nó như vậy. Bởi với cái cốt như này mà không làm rụt dịch sau thì lêu nghêu thì chán lắm. Bỏ ngay cái ngọn này đi, nuôi cái ngọn này thôi. Cái này phi ra đây. Đây, ấm bóng ở đây, ấm bóng bông đỡ đây. Đấy. Rồi mặt chính là mặt này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Rất cổ lão nhá. Tôi rất tâm đắc cái dầm bụt này. Là dầm bụt ta các bác nhá. Dầm bụt quê ấy, dầm bụt cổ. Các bác ở quê các bác chắc kiếm nhiều bác vẫn đào được những gốc rất to to đấy. Nhưng mà ở trên chậu thì chắc ít à. Mà cốt cán lùn rụt này chắc ít à. Gốc to thì rất nhiều nhưng mà cây bóng ấy, cây lấy hoa lấy bóng ấy. Chứ còn lùn rụt trên chậu này thì ít. Có chăng chỉ là một cốt và nó không cũ được quái như thân xanh xì như này. Rồi, cảm ơn các bác. Chúc các bác thật nhiều niềm vui nhá. Nhiều cây ạt mới. Hẹn gặp các bác ở video mới tiếp theo.